Bảo Khanh và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV được phát trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Phần này mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Thủ tướng Scholz cảnh báo các quốc gia thành viên đừng làm suy yếu Liên Âu bằng quyền phủ quyết chính sách đối. Lực lượng Hoa Kỳ thành lập đơn vị không gian ở Nam Hàn. Khi đảo chiều Covid, Trung Quốc khuyên người dân tự chăm sóc bản thân. Hàng trăm người di cư bị bắt cóc ở Mexico trước khi vào Hoa Kỳ. Tăng cường an ninh cho World Cup bằng máy bay chiến đấu. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh. Thủ tướng Scholz cảnh báo các quốc gia thành viên đừng làm suy yếu Liên Âu bằng quyền phủ quyết chính sách đối ngoại. Thủ tướng Olaf Scholz phát biểu trước Quốc hội Đức hôm thứ Tư rằng Liên Âu thống nhất ủng hộ Ukraine. Ông nói thêm, ám chỉ đến Hungary, rằng những nỗ lực làm suy yếu các giá trị của khối bằng cách ngăn chặn các biện pháp chính sách đối ngoại sẽ thất bại. Ông nói với các nhà lập pháp ở Berlin, bất cứ ai nghĩ rằng ông ta có thể làm suy yếu các giá trị của Liên Âu mà mọi quốc gia thành viên đã cam kết bằng cách ngăn chặn các chính sách đối ngoại và an ninh của họ sẽ thất bại. Budapest vào đầu tuần này đã bỏ phiếu phản đối với khoản vay của Liên Âu cho Kyiv sau khi giải phóng một phần hỗ trợ tài chính cho Hungary. Liên Âu đã chặn các quỹ liên quan đến các mối quan tâm pháp luật. Ông Scholz cho biết thêm, sự ủng hộ dành cho Ukraine bao gồm cả các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ được duy trì và tăng cường chừng nào Tổng thống Vladimir Putin còn tiếp tục cuộc chiến chống lại Kiev. Ông nói thêm rằng, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng Ukraine tiếp tục nhận được các nguồn tài chính cần thiết vào năm 2023. Đồng thời chỉ rõ rằng Liên Âu đang có kế hoạch cung cấp cho Ukraine thêm 18 tỷ euro. Trong khi đó, thì lực lượng của Hoa Kỳ thành lập một đơn vị không gian ở Nam Hàn. Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn đã ra mắt một đơn vị lực lượng không gian mới vào hôm thứ Tư, khi các đồng minh tăng cường nỗ lực đối phó tốt hơn với các mối đe dọa hỏa tiễn và nguyên tử đang gia tăng của Bắc Hàn. Lực lượng không gian Nam Hàn của Hoa Kỳ tại Nam Hàn là thành phần không gian thứ hai ở nước ngoài của lực lượng không gian Hoa Kỳ và được giao nhiệm vụ giám sát, phát hiện và theo dõi các hỏa tiễn bay tới, cũng như là củng cố khả năng không gian tổng thể của quân đội. Tướng Paul LaCamera là tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn, đã tổ chức một buổi lễ tại căn cứ không quân Osan ở thành phố Pyongyang của Nam Hàn để đánh dấu việc thành lập đơn vị do Trung tá Joshua McCollian chỉ huy. Hoa Kỳ thành lập đơn vị tác chiến vũ trụ tại Nam Hàn trong bối cảnh hai nước tìm cách tăng cường an ninh để đối phó với Bắc Hàn sau vụ thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới lãnh thổ của Hoa Kỳ. Bắc Hàn trong năm nay cũng đã thử các loại vũ khí mới với tần suất dày đặc, trong đó có hỏa tiễn siêu vượt âm và hỏa tiễn hành trình. Và không quân của Nam Hàn trong tháng này cũng đã thành lập đơn vị không gian của mình nhằm tăng cường năng lực tác chiến trong không gian vũ trụ cũng như là khả năng phối hợp cùng quân chủng vũ trụ của Hoa Kỳ. Khi đảo chiều Covid, Trung Quốc khuyên người dân hãy tự chăm sóc bản thân. Các khu dân cư bị rào chắn và xếp hàng dài ngoằn ngoèo để xét nghiệm PCR COVID-19 là hình ảnh phổ biến ở Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại COVID-19 để chủ động hành động khi các ca bệnh xuất hiện. Tuần trước, trong một sự đột phá, Trung Quốc đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế và biện pháp duy trì các nguyên lý của chính sách Zero COVID ngột ngạt của mình, chấm dứt hiệu quả cuộc chiến toàn diện chống lại đại dịch.
Kể từ đó, họ đã xoay quanh ý tưởng tự điều trị và chăm sóc, cũng như thông điệp rằng chủng coronavirus Omicron hiện tại không gây ra thiệt hại lâu dài và mọi người nên lạc quan hơn. Sự lùi bước là một bước ngoặt đầy kịch tính từ các trại cách ly tự do nhà nước điều hành và các đợt phong tỏa chặt chẽ đã gây ra các cuộc biểu tình hiếm hoi trên đường phố và sự thách thức của công chúng. Kể từ khi các hạn chế bị dỡ bỏ, bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Trung Quốc đã nhiều lần đảm bảo với mọi người rằng hầu hết sẽ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và có thể tự cách ly tại nhà. Việc rút khỏi chính sách Zero Covid là một cách đột ngột và nhanh chóng, đã hầu như không chuẩn bị cho quốc gia đông dân nhất thế giới để chung sống với Covid. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba cảnh báo về thời kỳ rất khó khăn phía trước, khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một số bệnh nhân bị bệnh nặng tại các bệnh viện Bắc Kinh, gây ra lo ngại về làn sóng lây nhiễm. Kể từ khi nới lỏng các hạn chế, chính quyền đã không dự đoán có bao nhiêu người có thể bị bệnh nặng hoặc chết. Vào tháng 10, Trung Quốc dự đoán ít nhất 100 ca tử vong trên 100.000 ca nhiễm. Hàng trăm người di cư bị bắt cóc ở Mexico trước khi vào Hoa Kỳ. Theo 8 người di cư được Reuters phỏng vấn, thì nhiều người trong số hàng trăm người di cư đã vượt sông Rio Grande từ Mexico vào El Paso kể từ Chủ nhật, là thành viên của một nhóm bị bắt cóc ở Mexico khi họ tìm đường đến Hoa Kỳ. Vụ bắt cóc hàng loạt ở bang Durango phía Bắc là một lời nhắc nhở rõ ràng về những nguy hiểm mà những người di cư phải đối mặt khi họ đi qua Mexico, đi qua các khu vực đầy rẫy bạo lực ma túy và luật pháp yếu kém. Hầu hết những người di cư bị bắt cóc là người Nicaragua, những người rời quê hương ngày càng nhiều để theo đuổi các cơ hội kinh tế tốt hơn ở Hoa Kỳ. Họ được khuyến khích bởi biết rằng họ khó có thể bị trục xuất do quan hệ băng giá giữa chính phủ của họ và Washington. Lời khai từ những người di cư đã cho thấy có nhiều vụ bắt cóc trong vài ngày, với những người bị đưa đến ít nhất là hai địa điểm chính. Bốn người di cư cho biết là những người ăn mặc như là cảnh sát đã dừng xe bus mà họ đang đi và cố gắng tốn tiền họ từ 200 peso cho đến 5.000 peso trước khi toàn bộ xe bus sau đó đã được những người đàn ông có vũ trang đưa đến các nhà gần đó, nơi họ bị giam giữ không theo ý muốn của họ. Một số người di cư đã kể chi tiết cách họ bị giam cầm trong vài ngày trong điều kiện tồi tệ và sau đó đã được cơ quan thực thi pháp luật liên bang của Mexico giải cứu vào ngày 7 tháng 12. Tăng cường an ninh cho World Cup bằng máy bay chiến đấu. World Cup đang được bảo vệ bởi một lực lượng đặc nhiệm quân sự quốc tế, bao gồm cả nhân viên và máy bay chiến đấu từ lực lượng không quân Hoàng gia Anh, gọi là RAF từ bầu trời. 8 máy bay phản lực Eurofighter Typhoon đang đóng quân tại căn cứ không quân Dukan và đang được sử dụng để giúp giữ an toàn cho giải đấu. Họ là một phần của phi đội 12, một phi đội chung của RAF và lực lượng không quân tiểu phương quốc Qatar, được thành lập vào năm 2018 như một phần của chương trình huấn luyện sau khi Qatar đồng ý mua máy bay phản lực Eurofighter Typhoon. Khi các trận đấu kết thúc, sự hợp tác giữa hai lực lượng không quân sẽ tiếp tục. Các máy bay đã tuần tra trên không phận Qatar trong suốt giải đấu cho đến nay đã trôi qua mà không có bất kỳ sự việc an ninh lớn nào. Quân nhân từ Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia giữ an toàn cho World Cup. Sự tham gia của quân đội Anh cũng mở rộng đến các quân viên quân đội và Hải quân Hoàng gia và tổng cộng khoảng 550 người đã được đưa đến từ Vương quốc Anh tới sự kiện với nhiều vai trò khác nhau, bao gồm điều khiển 3 thiết bị săn mìn của Hải quân Hoàng gia và một tàu hậu cần ở vùng biển Qatar. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình.